Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe là Touring full carbon mới về cửa hàng bên em. Siêu nhẹ dòng Touring cao cấp mang thương hiệu Aima. Và trước đây một vài video trước thì em đã qua giới thiệu các bác mẫu dòng xe đua Aima và được sử dụng bên thị trường Nhật Bản. Thì đây là một chiếc dòng Touring Aima full carbon. Model xe là Hightech. Tông màu chủ đạo là tông màu trắng đen, dành cho bác ưa thích những dòng xe đạp Touring nhẹ full carbon. Và bây giờ xin phản ánh cho tôi những chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái dòng mẫu Aima Hightech. Tông màu chủ đạo tông màu trắng, điểm chỉ đen trên khung xe tạo điểm nhấn cho xe rất nổi bật. Thì như video trước em giới thiệu của bác qua về cái dòng Aima được sử dụng rộng rãi trên thị trường Nhật Bản. Và cái model lần này của em là cái model AR7090. Thì trước đây em có giới thiệu cái dòng xe đua Aima. Model của xe là AR7099. Thì chiếc này là chiếc AR7090 được thiết kế với khung full carbon. Mẫu Aima thì không có gì xa lạ đối với bác rồi, thường được xuất hiện trên những cái dòng xe Nhật bãi khá là phổ biến. Thì nay em về một chiếc Touring full carbon và cao cấp, lớp sơn còn rất là đẹp không nhá. Bên trên đằng trước khung xe cũng được vân 3D carbon in lỗ trên khung xe tạo điểm nhấn cho xe. Và xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn, xe còn rất là mới. Đằng sau đuôi xe cũng được chia làm hai phần carbon với tông màu trắng đen ở phần phía đuôi. Aima Hightech, model của xe là AR7090. Nếu bác ưa thích những dòng xe thương hiệu Nhật thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bác, đến từ Aima AR7090, model của xe khung carbon, càng carbon chính hãng với bản thân xe. Ký đông cổ phốt nhôm Cool Sport, ký đông cổ phốt nhôm, tay lắm cao su bán đúc nguyên bản theo xe cũng còn rất là mới. Xe sử dụng với bộ tay bấm xả Shimano 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh. Bên phải em được sử dụng với 2 tầng đĩa của Shimano. Đây là mẫu Aima được sự kết hợp với dòng Touring và dòng xe road bike, tạo cho bác sự tốc độ rất là an toàn, đi tốc độ chắn gió rất là tốt. Khung vát phía đằng sau thì nhờ lưỡi kiếm đấy, những gờ nhôm trên đó nhá, cũng là của Aima carbon. Điểm chỉ đằng trước càng xe là màu đen, cũng là vân carbon. May bạc đạn cỏ đét cockpit, căm lái hẹ hay được gọi là căm dẹp bạc đạn, sử dụng với cặp vành 5 phân, thường được sử dụng sau những vành dòng xe đua, vành nhôm hoặc là vành đĩa nhé, chính nhãn của Red Top Pick luôn, vành đĩa của Red Top Pick, bạc đạn, sử dụng lốp Canada, kích thước lốp là 700x23C, sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng Touring và đường phố và dòng xe road bike đua. Cọc yên nhôm, kim nguyên bản theo xe cũng còn rất là mới. Gạt đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa rụng rỗng và đông yêu, đùi đĩa nhôm rụng rỗng, gạt đĩa Sora. Trang bị củ đời sau là củ đời Shimano Sora 8 tầng lip, lip và xích còn rất là mới.
may bọc đạn cối đổ của Retropic, đằng sau nó là vành của Retropic luôn nhá. Xe được người chủ cũ đi rồi, rất là giữ gìn, với tông màu trắng đen, cái màu nổi bật cái dòng xe thể thao của Sport. Và bây giờ xin coi chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 51. Size ngang của khung là size 52. Khi là các bác từ 1m6 đến tầm 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 8 tầng lít, cờ đúp Shimano Soda, may lọc đạn khối lổ lắm nhá, rất là đanh. Lên lít em, xuống lít em, rất là bon. Bên phải em là sử dụng với hai từng đĩa đuối thịt rỗng, đặt đĩa soda, xuống đĩa, lên đĩa. Chỉnh mộc rất là hoàn hảo và cũng là lỗi chiếc của nó. May lạc đạn trước sau là của Retropic. Bê đan cũng là của Retropic luôn đó chứ, bê đan lạc đạn. Xe khá là nhẹ, khung carbon, khung và đằng trước càng là carbon, và đúp Shimano Soda. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring cao cấp AEMA. Model của xe là AR7090, full carbon, group Shimano Soda. Và xe giá bất bên em là 10.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con tôi liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời các bạn chơi ngày mai.